Rồi hello, xin chào tất cả các bạn đã đến với kênh của mình nhé. Hôm nay mình sẽ làm video về chiếc Rende 2023 này nhé. Bên mình hiện tại thì về số lượng cũng tương đối rồi, không đủ, nhưng mà cũng để cho các bạn xem mẫu và xem một vài màu cơ bản trước. Và hôm nay mình sẽ làm một cái video để cho các bạn có thể tham khảo trước khi mua xe. Thì trong video này chúng ta sẽ có hai nội dung chính. Một là những ưu điểm, những tính năng, những cái tiện ích mà chiếc xe này mang lại cho chúng ta. Cái thứ hai là những khuyết điểm của chiếc xe này, những hạn chế của nó, để cho các bạn có thể dễ dàng đưa ra một cái sự lựa chọn lúc chúng ta mua xe. Chúng ta phân vân chiếc này với những chiếc xe cùng phân khúc khác thì chúng ta sẽ dễ dàng so sánh hơn. Thì hôm nay Quang sẽ chọn màu xanh nhám ha, một màu sắc mà chưa có xuất hiện trên kênh của mình. Thì mỗi màu chúng ta sẽ có một cái nội dung riêng để tránh bị trùng lặp. Ví dụ như so sánh với màu cũ thì Quang đã chọn chiếc hồng ánh đồng. Review xe mới thì Quang đã chọn chiếc bạc nhám. Hướng dẫn sử dụng khóa thông minh Smart Key thì Quang đã sử dụng chiếc xám nhám. Thì bây giờ là tới đánh giá về ưu khuyết điểm xe này thì Quang sẽ chọn màu xanh nhám ha. Thì đầu tiên là chúng ta sẽ đi tìm hiểu về những ưu điểm mà chiếc xe này mang lại trước đi ha. Phải nói cái nhìn đầu tiên khi thấy chiếc xe này là về mặt thiết kế. Thiết kế của xe thì nó sẽ khác so với phiên bản trước. Rende kể cả bản cũ hoặc là bản mới đã có một cái thiết kế rất là dịu dàng rồi. Và bây giờ nó sẽ cải tiến về cái mặt trước, từ cái đèn đề mi hình chữ V chuyển sang cái đèn hình dài như thế này. Không biết hình này hình gì nữa, nhưng mà nó sẽ dài giống như chiếc Genesis á, nhưng mà nó dài hơn nha. Nhiều bạn nói là lấy cái đèn của chiếc Genesis cắn qua chứ gì. Thật là chiếc Genesis nó ngắn hơn nhiều các bạn. Đây là đèn của chiếc Rende mới nè, đó, nó sẽ dài như vậy. Còn chiếc Genesis thì nó sẽ ngắn ngủn à, Genesis mới luôn ha. So sánh như hai phiên bản mới với nhau. Và sẽ có cải tiến một điều nữa, đó là đèn sẽ lên đèn LED ở bóng xi nhan ha. Còn phía trước trên á, là đèn pha cót, đèn LED trắng thì chúng ta không bàn tới rồi, bản cũ đã có. Nhưng mà đèn xi nhan bây giờ là full LED hết luôn, bóng trước lẫn bóng sau đều là full LED hết, LED màu vàng. Và cũng được làm nhỏ gọn lại so với đời trước. Ở đây chúng ta sẽ có một cái đường cắt xẻ mạnh mẽ để tạo một cái dáng xe khá là gọn ha. Và phía đuôi của xe cũng được làm lại hoàn toàn luôn, nó cũng được túm lại cho gọn. Nhưng mà có một cái điều ở đây á, là cái kiểu dáng nó thời trang thiệt, nó đẹp. Và cảm giác cái đuôi sau nó sẽ cao hơn, nó không có bị xệ xuống giống chiếc cũ. Mà ở phía trước có tóm gọn, phía sau tóm gọn, làm cái phần bụng xe cảm giác nó sẽ hơi bự. Ở video này là có ưu điểm có khuyết điểm, cho nên chúng ta sẽ không ngại ngần gì hết mà khen mà chê chiếc xe này hết ha. Thì cái bụng xe nó sẽ cảm giác nó sẽ phình hơn so với chiếc cũ, mặc dù nó có cùng kích thước thôi. Tại vì nó làm gọn hai chỗ mà cái bụng nó không làm gọn. Để có một cái cốp rộng á, thì phải chịu thôi. Rồi chúng ta xét về phần tính năng ha. Thì tính năng đầu tiên mà nó mang lại đó là hệ thống chống bó cứng phanh ABS. Khi các bạn thắng gấp á, là xe nó sẽ chống hạn chế cái khả năng trơn trượt bánh, an toàn hơn khi di chuyển so với cái thắng đĩa thường. Và trên cái mỏ xe sẽ có cái tem ABS ha. Vỏ của xe này sẽ là vỏ không ruột, bánh trước lẫn bánh sau đều là vỏ không ruột hết. Rồi ở dòng Rende chúng ta sẽ có hai lựa chọn, là sẽ có khóa cơ ở phiên bản tiêu chuẩn và khóa thông minh ở phiên bản đặc biệt và phiên bản giới hạn. Thì các bạn đang xem phiên bản giới hạn sẽ có khóa thông minh, đó là tính năng thứ hai, sẽ sử dụng khóa thông minh Smart Key, an toàn hơn so với khóa cơ. Và các bạn cũng sẽ dễ dàng thao tác hơn với cái cụm ổ khóa núm như thế này. Rồi tính năng thứ ba mà chiếc xe này mang lại, đó là mặt đồng hồ LCD, full LCD điện tử hết luôn, không còn đồng hồ cơ nữa, không còn đồng hồ kim ở trên này nữa ha. Các bạn có thể dễ dàng theo dõi km/h ở phía trên, kết nối Wi-Fi Connect ở phía trên, và những thông số cần thiết nằm ở phía dưới này, như là audio, là chip, là bình, là mức tiêu hao nhiên liệu, là mức tiêu hao nhiên liệu trung bình, rồi nó sẽ hiển thị giờ đồng hồ luôn, đầy đủ các thông số cần thiết. Trong cụm công tắc này chúng ta sẽ thấy tính năng thứ ba xuất hiện, đó là Stop and Start System, tức là chế độ tự động ngắt. Khi các bạn dừng đèn đỏ, xe sẽ tự động tắt máy, hoặc là dừng bất kỳ chỗ nào, xe sẽ tự động tắt máy. Chỉ cần vặn ga và chạy thôi, chúng ta không cần phải đề lại như ban đầu ha. Và khi các bạn không muốn sử dụng tính năng thì các bạn bật lên nút Off ở phía trên, còn sử dụng thì bật chữ A phía dưới. Chúng ta vẫn còn công tắc đèn, đó là một điều mà người Việt Nam mình rất là cần. Mà xe máy bây giờ đang bắt đầu lược bỏ dần á, là lược bỏ công tắc đèn á, thì xe này vẫn còn giữ được công tắc đèn. Điểm thứ tư, điểm này là điểm mới cho chiếc xe này, là sẽ có sạc điện thoại 12V ở đây. Chúng ta có thể mua một cái tẩu sạc. Yamaha thiết kế giống ô tô để cho các bạn không chỉ dùng sạc điện thoại mà sẽ có nhiều tính năng khác. Và sẽ có một cái hộc chứa đồ, các bạn có thể để điện thoại, để cục sạc dự phòng, hoặc là để chai nước ở đó. Đó là một điểm cải tiến so với đời trước. Tiện ích thứ năm mang lại cho chúng ta, mà xe Yamaha bây giờ là ba mấy, bốn mấy, năm mươi mấy triệu đã được tích hợp, đó là bình xăng nằm phía trước.
đổ xăng rất là dễ dàng. Mà các bạn mua những chiếc xe tay ga 60 mấy, 70 mấy, thậm chí cả 100 triệu còn chưa có cái tính năng này nữa. Đổ xăng phía trước rất là tiện. Thời bây giờ nữ mà, hoặc là các bạn đi 2-3 người, hoặc là nữ mà giờ mặc đầm mặc váy mà đổ xăng đâu cần phải xuống xe, rất là dễ dàng. Và cái điểm thứ 6 là điểm quan trọng nè, mức tiêu hao nhiên liệu đứng đầu Việt Nam. Đó là một ưu điểm của chiếc xe này. Hiện tại là phiên bản trước là 1,69, chiếc này là 1,66, nó tự phá vỡ kỷ lục của nó, chưa ai vượt qua nó. Tiết kiệm xăng đứng đầu Việt Nam trong dòng xe tay ga. Giờ không ai dám nói xe tay ga Yamaha hao xăng nữa. Đặc điểm thứ 7 là chiếc xe này sẽ có Wi-Fi Connect, tức là có kết nối với smartphone. Chúng ta sẽ có sự tương tác giữa điện thoại với lại xe máy. Yamaha gọi là sự tương tác giữa người dùng với lại chiếc xe đó, là các bạn có thể theo dõi được thông số của xe, ngày bảo hành, bảo trì, bảo dưỡng, tất cả các thứ gì đó, vân vân, cho điện thoại. Và trên xe cũng thấy thông báo tin nhắn cuộc gọi đến. Rồi, ở đây sẽ có một cái móc chứa đầu nhỏ và một cái sàn để chân rất là rộng ha. Các bạn nữ có thể để chân rất là thoải mái, và các mẹ bỉm sữa cũng có thể để một cái ghế cho bé ngồi đó luôn. Nói chung là cái sàn để chân này rộng hơn Genus, rộng hơn Vision. Và cái chỗ gác chân sau nó cũng rất là rộng luôn, và để chân đã lắm, chứ nó không có nhọn nhọn đau chân nè. Nó bằng, kéo ra kéo vào rất là dễ, chứ không có cái gì việc giống như ngày xưa có sản xuất là đẩy ấn 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 vô nó mới bực bung ra, thì nó khá là khó, nhiều khi nó bị liệt nữa chứ. Rồi, ưu điểm thứ 7 trên chiếc xe này là chúng ta sẽ có một cái cốp rộng có đèn ở trong nè, 27 lít. Các bạn có thể để một cái ba lô nè, các bạn có thể để nón bảo hiểm, rồi túi sách, rồi mỹ phẩm trong này, để rất là nhiều vật dụng trong này, phục vụ để chúng ta về quê hoặc là đi làm cần để tép hồ sơ, để laptop gì đó thì nó rất là tiện ích ha. Một phần cái cốp rộng như vậy cũng do là cái bình xăng nó nằm phía trước rồi, cho nên chúng ta có cái cốp rộng như thế này. Xe sử dụng khóa thông minh thì có một cái remote thôi nha, Yamaha chỉ có một cái thôi. Sổ bảo hành, chứ tờ bảo hành là 3 năm. Dưới này có tờ giấy hướng dẫn sử dụng kết nối Wi-Fi Connect. Đó, cái, toàn bộ cái cốp xe là như vậy. Cái yên của phiên bản giới hạn á, nó sẽ có màu nâu. Rồi, cái ưu điểm thứ 8 của chiếc xe này nhiều ha, là cân nặng của nó, trọng lượng nhẹ, 101 kg. Chỉ có 101 kg. Các bạn, nhiều khi các bạn không quan tâm tới khối lượng của xe, các bạn nghe 101 kg nghe nó nặng, thật ra nó rất là nhẹ. Nó nhẹ hơn những dòng xe tay ga thông thường. Xe ga thông thường các bạn đang sử dụng là tầm khoảng 110, 112. Có những chiếc 120 mấy kg nữa. Thì xe này rất là nhẹ luôn. Genus hiện tại là 97 kg, nhẹ hơn. Nhưng mà chiếc này 101 kg là rất là nhẹ rồi. Với cái kiểu dáng thiết kế như vậy, và các bạn dắt tới dắt lui rất là dễ. Đậu trong nhà, đậu trong bãi giữ xe vậy, các bạn nữ dắt nó sẽ dễ, kéo qua kéo lại nó cũng dễ, cho trọng lượng nó nhẹ. Rồi, xe sử dụng động cơ Blue Core Hybrid. Động cơ có trợ lực điện, động cơ tiết kiệm xăng, động cơ vận hành êm ái. Ai chạy chiếc xe này sẽ được cảm nhận, được nói như là chiếc xe điện. Rất là êm, chứ không có bị gào mãi, không có bị hú, không có bị trễ ga, không có gì hết. Nói chung là nó êm, tại vì nó vừa im mà nó vừa có trợ lực điện trong 3 giây đầu từ khi chúng ta vặn ga nữa, cho nên là nó sẽ không có bị yếu quá. Rồi, đó là khoảng 8 cái ưu điểm của xe này. Còn thiếu cái gì thì các bạn bổ sung thêm giúp mình ha. Rồi, không có cái gì hoàn hảo hết, không có chiếc xe nào mà ra mắt mà hoàn hảo hết, kể cả những chiếc ô tô mấy trăm triệu, cả mấy tỷ mà còn có khuyết điểm, mà xe này cũng không ngoại lệ ha. Chúng ta phải xem những cái khuyết điểm của những chiếc xe mà chúng ta quan tâm á, xem nó có nhiều hay không, nó có lớn hay không, nó có cản trở trong quá trình chúng ta sử dụng hay không thì chúng ta chọn ha. Thì những khuyết điểm của chiếc xe này, đầu tiên là cái yên nó cao quá. Đừng có nghĩ là cái yên xe này nó thấp, đừng có nhìn qua hình ảnh, đừng có coi video mà thấy nó lùn, không. Video của tôi review tôi nói thẳng luôn, xe yên này cao, không có lùn, yên cao. 1m55 ngồi là rất là với, 1m6 còn với mà. Cái yên nó cao khoảng 790, 790 mấy á, nói chung là cao, và nó sẽ kén khách hàng ở cái khoảng đó. Tuy nhiên chúng ta có thể gọt yên cho nó thấp lại. Thích lên đây quá thì làm cách nào để chúng ta ngồi tới mang guốc cao nè, gọt yên nè, và chạy một thời gian nó cũng sẽ quen quen chân. Rồi, cái khuyết điểm tiếp theo, nó là cái ưu điểm vừa rồi đó, là cái cân nặng của xe này nó nhẹ, nó làm cho nhiều khi cái đầu xe của chúng ta đi trên cái cầu á, đi trên cầu cao hoặc là gió lớn á, nhiều khi cái đầu này nó sẽ hơi hiu, xe nó sẽ hơi hiu. Cái đầu nó sẽ hơi bị vung do gió nó mạnh á, thì tại do trọng lượng xe nó nhẹ mà chúng ta sẽ hơi chinh vinh một tí xíu. Nhưng mà các bạn yên tâm là các bạn sử dụng xe 99% là đi phố, mà chỉ có 1% các bạn mới leo lên cầu cao thôi, mà được mấy khi đi cầu mà gặp gió lớn, đúng không? Mà nó chỉ hiu hiu thôi chứ nó không có lật ngang nữa, chúng ta cứ yên tâm đi, đừng có lo chuyện đó. Mà cái xe này cái đầu nó cũng đậm hơn dòng xe cũ, theo cảm nhận của mình là như vậy. Rồi, cái phột, phột nó sẽ cứng. Và xe tay ga Yamaha cho nữ bây giờ nó chỉ có một phột thôi, trừ chiếc Figo là cho nam ra, Navis thì nó có hai phột rồi.
thì chiếc này là nó cũng chỉ có một phục, nó cũng sẽ hơi cứng. Nhiều bạn thì sẽ độ lại một cái phục của một hãng xe khác, hoặc là một cái phục của một hãng xe sản xuất phục, để cho chúng ta có thể vận hành êm ái hơn cái phục Gin nữa chứ. Cái khuyết điểm thứ tư mà cũng ít bạn để ý, bởi vì cũng ít bạn gặp phải cái trường hợp mà xảy ra rủi ro, cái bánh xe nó nhỏ. Nhiều bạn phản hồi là bánh xe nó nhỏ và nó trơn trượt. Thì thật ra là cái tại vì cái kiểu dáng của xe này nó chỉ phù hợp với cái loại bánh. Bánh này cũng không quá nhỏ đâu. Mấy bạn chạy cẩn thận các đoạn đường mưa, đường rong rêu chân ướt được rồi, còn đi phố thì vi vu. Cái thứ năm thì nằm ở vị trí sạc điện thoại. Các bạn ghim cái tẩu sạc vô đây, gắn cái đầu dây cáp vô đây, thì các bạn phải bỏ điện thoại dưới này đúng không? Bỏ điện thoại ở đây thì nó dễ đi ngang, nó xinh lắm. Thì đôi lúc mình suy nghĩ chiếc Grande này nó giống như là chiếc R15M bây giờ. Nó sẽ có hai chế độ chạy, đó là Cheat Mode và Track Mode. Thì nếu các bạn bị dịch điện thoại đó là Track Mode ha, thì Track nó sao nó lấy điện thoại của mình. Hoặc là chúng ta sẽ có một bước xử lý gồm gà, cồng kềnh hơn, đó là các bạn có thể để cục sạc dự phòng ở đó, sạc điện thoại. Sau đó chúng ta lấy cục sạc điện thoại, bỏ vào cốp để sạc điện thoại. Nhưng mà bây giờ Yamaha phải thiết kế cục sạc phía trước để trong cốp yên. Nhiều bạn cũng không dám sạc nên sợ nó nổ, nó nóng. Bây giờ thiết kế ngoài trước. Hồi đó thì chiếc Grande cũ nó không có. Thì mấy bạn thấy phiên bản Thái Lan có, mấy bạn lại đòi. Mong mình nó sẽ có, hoặc là thậm chí là mua cái ốp của Thái Lan để gắn vào. Thì bây giờ Grande Việt Nam đã có rồi. Thì nó cũng có ưu, thì nó cũng có khuyết điểm thôi. Chúng ta ngoài việc mà sạc điện thoại, chúng ta có thể để chai nước hoặc để ly nước này nọ, để bao tay, khẩu trang các thứ, nó cũng khá là tiện. Cái cuối cùng thì cái này nó hơi cảm nhận cá nhân quá, thì nó cũng không gọi là một cái khuyết điểm của dòng xe này. Đó là cái yên của xe nó đã được làm gọn lại, nó có cái mỏm để gọn lại dễ ngồi hơn. Tuy nhiên là cái nệm mút của nó sẽ cứng hơn cái dòng cũ. Nó cứng hơn cái dòng cũ thôi, nhưng mà so với những dòng xe khác thì nó vẫn tương đối mềm nhá. Đó là cảm nhận cá nhân của riêng bản thân Quang thôi. Rồi, đó là những ưu khuyết điểm mà mình quan sát được và mình nghe phản hồi được từ những khách hàng. Đến đây thì video mình cũng xin tạm dừng. Nếu mà có thiếu sót gì thì các bạn cứ để ở phần bình luận bổ sung thêm, để cho Quang có thể biết được, để Quang có thể nêu ra cho những video tiếp theo được nhiều hơn, đủ ý hơn ha. Rồi, đến đây thì xin chào và hẹn gặp lại. Bye bye.